Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật pháp rộng sâu đến nhiệm màu, trong ngày một kiếp có thiên cầu. Con nghe thấy chuyên trì tụng huy tỏ như là nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Bộ Tinh Đà La Đi quyển 10, phẩm 12, A Tre Bạc Câu. Lúc bấy giờ, chư đại tướng quân trong chúng giả sơ tên là A Tre Bạc Câu, biến làm hình tướng giả sơ đáng sợ, nó có giả sơ tên là Vi Tưởng. Biến làm hình tướng con ai, nó có giả sơ tên là Trí Cựu. Biến làm hình tướng khỉ đồ, là có dạng sơ tên là xã khát ái. Biến làm hình tướng dây đen, là có dạng sơ tên là đoạn lưu. Biến làm hình tướng voi. Năm dạng sơ này chính là hàng thiện trượng phu ở cách Đức Thích Ca Như Lai chẳng xa, ngồi ở trước Đức Như Lai kiều trần viêm. Tất cả phần thân của 50 năm người này đều phát ra ánh sáng thâm diệu thanh tịnh. Mỗi người dùng hai tay bưng đại báo quang minh để cúng dường Đức Thế Tôn. Lúc ấy Đại Bồ Tát Hoài Lạc dùng tâm thanh tịnh quán sở y thanh tịnh của năm người này, đúng là Đại Bồ Tát, liền hỏi tướng quân Diện Soa A Tre Bạc Câu: Này thiền trường phu, các ông hôm nay thấy những gì mà hiện tượng uy nghi như vậy để làm việc cúng dường Đức Thế Tôn? A Tre Bạc Câu đáp lại Bồ Tát Hoài Lạc: Thưa Tỳ Nam, vào đời quá khứ 91 kiếp, ở cõi Phật này có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Ở đời Đức Phật đó chúng tôi là anh em đồng mẹ sinh ra. Ở chỗ Đức Phật đó đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác để thành thuộc chúng sinh, siêng làm sinh hành phương tiện. Từ đó về sau ở chỗ Đức Thi Khí Như Lai, chỗ Đức Tỳ Diệp Bà Như Lai cho đến ở tại đại hiện kiếp này, Đức Như Lai đầu tiên có danh hiệu là Câu Lô Tôn. Đức Phật đó ra đời, từ đó về sau chúng tôi nguyện thường làm anh em đồng một mẹ. Đối với Đức Như Lai đó, anh em chúng tôi dùng đủ thứ cúng dường, cung cấp mọi thứ cần dùng. Ở thời Đức Phật đó, trượng phu tưởng thiện A Tre Bạc Câu là Ưu Bà Tát, Ưu Tu Thiền Định đã phát nguyện tâm nguyện từ ở trong đại hiền kiếp làm đại tướng Dạ Xoa. Nếu có Dạ Xoa cư trú ở hoang dã, đối với các chúng sinh thường mang lòng ác, không có lòng bi mẫn, bọn chúng cho đủ hình tướng Dạ Xoa cho đến Ca Tra Phú Đơn Đa, thì tôi dùng phương tiện thể hiện đồng loại với chúng, vì chúng nói chánh pháp, khiến cho chúng được sinh niềm tin thanh tịnh. Được được tịnh tính rồi, tôi vì họ tỏ giới pháp, an trí họ vào thiền đạo, yên ổn, tốt lành, cho đến tùy theo mỗi xứ sở, hay tại đường xuất sinh cũng là như vậy, dù là hô nai, hổ, lan, heo, dê, chó. Tại vì chúng nói pháp cho đến hàng hà sa số giả soát, những đường xuất sinh tôi đều làm hết như vậy vì chúng sinh nói pháp, khiến chúng gieo trồng căn lành, chúng được thành thục rồi, đem ăn trí ở chánh đạo tăng thừa, sau đó tôi mới được tọa ký cho thượng cho đến chánh giác. Giả soát trí cự nguyện làm hình tướng khỉ đồ, là để thành thục khỉ đồ. Giả soát xả các ái nguyện là hình tướng dây đen, là để thành thục chúng sinh ở tám vạn, ở tám đại. Giả soát đoạn lưu nguyện là hình tướng voi, là đã thành tục loài voi. Như vậy 12.000 những giả soa đại thần tôn cư trú bốn thiên hạ này từ xưa đến nay đã phát đủ thứ nguyện được thành thục chúng sinh cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác ở trước Đức Như Lai Câu Lô Tôn. Khi họ cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác là để thành tục các ác giả soa, tôi nguyện đến tận cùng đại hiền kiếp, nếu những ác giả soa kia không lòng từ bi, ưa làm ác pháp, không có từ ân, cho đến Ca Tra Phú Đơn Đa đoạt tinh khí, làm cuồng loạn lòng người khác, tạo tác dĩ lòng bất thiện, giết hại chúng sinh, cho đến tà kiến, làm cho tâm của sắc lợi Bà La Môn Tỳ Xá Thu Đà cuồng loạn, tạo sự cuồng loạn trong đường xá, tận ấp châu huyện đất nước, tại những sự ta quái về thanh tú nhật việt, ngày đêm đo tính, nửa tháng một tháng thời tiết niên tuế đều khiến cho mất điều một điều đức mất điều độ. Đấu tranh mưu kế đói kém tật bệnh oán địch phương khác, mưa gió phi thời, cực lạnh, cực nóng, hòa hợp, tập khởi những việc ác như vậy, chúng sinh vui sướng, không bệnh, hòa hợp. Đối với thiện pháp, các vị đất, tinh khí của cải ngũ cốc vật báu, vì đồ ăn, vì pháp, vì giải thoát, để khiến cho diệt mất. Có những ác dạ xoa, muốn như vậy thì tôi sẽ giáo hóa, khiến cho thọ giới được đặt vào địa vị bất toái. Sau đó tôi mới chọn lấy ký vô lượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó về sau, tự thân ở trong những cái đại giả soái làm đại tướng quân cho đến loài Ca Tra Phú Đô Na cực ác để dùng pháp ba thừa thành thục hạ lê chúng sinh vào địa vị bất thoái. Từ đó về sau, thấy quỷ thượng, quỷ trung, quỷ hạ
Tôi chẳng từng khinh khi như thấy hình của chúng, tôi biết ra đồng hình với chúng, tùy theo loài mà cùng với chúng nói năng đồ lượng tiến dần, khiến cho chúng vui mừng, đoạn trừ cái ác, tạo lập tâm bi, thỏa mãn hy vọng. Rồi ta khiến cho họ cũng cúng dường Phật pháp tăng, khiến họ không thoái chuyển. Tùy ở tùy chỗ có quyến thuộc dạ xoa, ta sẽ đi đến đó dùng pháp giáo hóa thể hiện. Tùy theo trú xứ của những dạ xoa đó, tôi thấy tôi đến, chúng đều cùng bạch mây thay A Tra Bà Câu đến. Do chúng gọi tôi là A Tra Bà Câu nên tôi tên là A Tra Bà Câu. Nếu hôm nay người không có pháp của bậc tiên tánh trụ ở ác giới, thừa làm hắc nghiệp, thì người đó sau khi mạng chung sinh vào ba đường ác, một phần ít sinh trong loài người. Nếu người làm tạp nghiệp nên tạp sinh vào trong những ác dạ xoa Ca Tra Bồ Đoàn Đa, ở trong thế gian quả báo lại càng tăng trưởng gấp bội. Tất cả phương tiện bạch pháp của những người đó đều hoại diệt do cái ác đó, nên hiện nay việc đấu tranh lại tăng trưởng bội phần, mà tôi lại chẳng có thể ở trong mọi lúc đối với ác dạ xoa cho đến ác Bồ Đoàn Đa để dùng lời nói vô duyên an trí chúng vào bạch pháp. Tôi lại chẳng thể ở trong mọi lúc đối với sa môn, sát lợi, thị xá, thủ út, đà la, trai gái lớn nhỏ, tiểu nam, tiểu nữ, để trừ nhiễu loạn cho họ. Tôi lại chẳng thể ở trong tất cả mọi lúc đối với thành ấp, châu huyện, đất nước, đường xá, để trừ nhiễu loạn ở những nơi ấy. Tôi lại chẳng có thể ở trong tất cả mọi lúc mà khiến cho tâm và tâm sở pháp của các quỷ thần an trí vào mùi vị giải thoát. Thưa thị nam, tôi nay nhờ thần lực uy lực của tất cả các đức Phật nên đã được khéo léo nhờ phương tiện sử dụng tâm trí của tất cả dạ xoa Ca Tra Vũ Đô Đa. Thưa thị nam, có Đà La Ni tên là Kim Cang Khư Bà Ta Lý, chư quỷ tâm đại bảo ác minh chúa, nếu có người hành trì chú này thì những con gái dạ xoa, cha mẹ dạ xoa, nam nữ dạ xoa, vợ chồng dạ xoa cùng quyến thuộc của chúng, hoặc là xoa, con gái là xoa cho đến rồng, con cái của rồng, cơ bằng trà con gái của cơ bằng trà, quỷ bệnh điên, quỷ bệnh sốt rét, hoặc ngày ngày tái phát cho đến 4 ngày phát một lần, hoặc Ca Tra con gái Ca Tra Phú Đô Na, cha mẹ của Ca Tra Phú Đô Na, nam nữ Ca Tra Phú Đô Na, vợ chồng Ca Tra Phú Đô Na cùng quyến thuộc của chúng, tất cả bọn chúng chẳng thể nào sát hại được. Bà La Môn Tỳ Xá Thủ Đà cho đến đất nước là nửa này thì nam. Tùy theo xứ sở hoặc thành ấp châu huyện, ở bên trong vương cung cho đến nhà dân, nhà kim can khơ bà ta lý, cho quỷ tâm đại bảo ác bên chỗ này, từ chỗ mà khai thị chỗ đó có ác dạ xoa Ca Tra Phố Đô Na, từ xưa đến nay ganh ghét theo đuổi nghiệp bất thiện đều khiến cho xả bỏ, khi phát sinh lòng từ bi nhu nhuyễn đối với tất cả chúng sinh, gây lên lòng lợi ích. Nếu tất cả xóm làng nhà cửa bị sự nhiễu loạn của trời đồng dạ xoa Ca Tra Phố Đô Na, bị những tai ách quá lạ, mặt trời mặt trăng và tinh tú, vì sự giá hại của khí độc, sự nhiễu loạn của trùng độc trong thân thể, bị các bệnh gió, bệnh phá vàng, bệnh âm, bệnh sốt rét, hoặc ngày ngày phát sinh, hoặc 2, 3 ngày, 4 ngày phát sinh một lần, bệnh hủi, khẽ lở, ho, nhọt, đầu đinh, đau bụng, bệnh ở các phần thân thể, làm nhiễu loạn thì tất cả đều được tiêu diệt trừ. Cầu nguyện cho nhân, phi nhân, cho đến loài cầm thú, đều sinh năng tu hành, bạch nghiệp, đoàn dứt những nỗi sợ hãi, để đủ niềm vui sướng. Ngày đêm tọa lạc bố thí để phục nhiếp hộ thân miệng, không lụy biến siêng tu và ước cầu trở đạo Bồ Đề. Lại thưa tiếp như vậy, tôi thị nam, các Đức Phật Thế Tôn tùy hỷ gia hộ ban cho tôi câu chú để thành tựu nghiệp này, để có thể đoạn trừ tất cả pháp ác nhiễu loạn, để chặn đứng tất cả pháp phần bất thiện, làm tăng trưởng tất cả phần pháp thiện. Tôi đây muốn nói chú nhất thiết chú ác Kim Cang Khư Bà Ta Lý đại bên này. Đức Thích Ca Như Lai sẽ gia hộ cho tôi diễn âm diễn thuyết. Nếu văn tự này là biên âm diễn thuyết của tôi, thì xin âm thanh này để khắp trong tất cả cõi Phật. Những đại chúng đã đến đây nghe được văn tự cố nghĩa của biên âm diễn thuyết này đều trở nên vui mừng. Bây giờ Đức Thích Ca Như Lai bảo tướng quân đại nhà Sô A Tra Bà Câu: Này thì nam, chư Phật đã gia hộ ông viên âm diễn thuyết Kim Cang Khư Bà Ta Lý, chế hủy tâm đại bảo ác đại lên đi chú này, để phá hoại hắc đảng, làm rực sáng bạch pháp. Này thì nam, ông phải dũng mãnh nói công anh chú Kim Cang Khư Bà Ta Lý, chế hủy tâm đại bảo ác, để có thể trừ tất cả những loạn này cho đến tất cả những cầu chú ác.
Lúc này Dajaswa, tướng quân Atabakau, liền đứng dậy, cung kính chắp tay hướng về Đức Thế Ca Như Lai, dùng âm thanh lớn làm cho hết thảy hết cả cõi Phật này đều được cáo tri. Ông liền ở trước Đức Phật nói chú: Đa địa giả tha, đầu ma đầu ma, đà ma đà ma, đầu ma đầu ma, nhị lý na, na la, nổ la, nhị la, cư tra nhĩ, cư tra nhĩ, ma cư tra nê, tra 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 chu, ma ha tra tra, a bà ta, a tỳ, lý ni, ma ha lý ni, lý, nhị, dạ, đà lý di, lý tỳ ma ha, lý tỳ, thủ lâu, ma ha, thủ lâu, thủ lâu, thủ lâu, thủ lâu đà, ma ha, thủ lâu, ẩu cử ma na, lý nhị, e lý, 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 nhĩ nhị, nhĩ nhị, e nhị, mẫu nhĩ, bồ địa, lý bà la, bà la, sở trá, lộ ca, trá lý, gia thị, nê, thị, na lý, sở bà, tỳ na, thị, na lý, sở bà, tai bà hạ. Tư quân đại nhà sở A Ra bà câu nói chỗ này rồi, để bắt Đức Phật, để tôi tu. Tôi thêm bộ xứ sở hoặc ở nơi thành ấp hoặc ở nhà thứ dân. Tôi nói con kim căn cư bà, ta lý, đa, lý gia. Đại minh chú này nó có dạy so cho đến ca đạo bố đô nà, mà lòng chẳng tịnh tính và thân ý chẳng tỏ lời răng dạy đối với chúng sinh. Chẳng khởi lòng từ bi từ hôm nay còn lại mạnh dạng nghiêm chỉnh nói thêm câu đại minh chú nữa. Ông đi ở trước Đức Phật nói chú: Đa địa giả tha a chi mâu đề mẫu đề a kỳ na hữu hữu mâu đề mẫu đề mana lý sở bà hữu hữu a ca la đàn trì a sĩ đàn trì a sĩ a sĩ a đệ ẩu tra ế nhị ế nhị ế lý a lý a lý a lý a lý a lý a lý sĩ sĩ la cửu ma cửu ma cửu ma cửu ma ế lý a lý nhị lý nhị lý ma nhị lý tam mẫu đà la khỉ hư ha tra ha tra ha tra a la đoa chi hư so bà khư tỳ lý địa tỳ a bà đế thù bà do a ca xã đà 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 cùng tỳ băng cùng tỳ ác si cùng tỳ tỳ hở bà cùng tỳ tát bàn già cùng tỳ la khư cùng tỳ ta đà la ta đẩu cùng tỳ ta bà ha. Lúc đại tướng già so a tra bà con nói chỗ này liền cái đó không có gián đoạn. Tất cả trời đồng dạ sơ ca tra phú đô na đều rất kinh sợ. Những người trụ trên đất và hư không ở cõi Phật này đều đúng sợ. Trong khoảnh khắc một sát ra tất cả những quỷ như vậy đều ở trước Đức Phật chắp tay kính ngưỡng nói lên: Nam mô nhất thiết chư Phật, nam mô nhất thiết chư Phật. Chờ đấng đại bi tối thắng, nguyện xin thương xót con. Đại tướng dạ sơ a tra bạc câu nói chỗ này vào trong tâm của tất cả quỷ. Phẩm 13 cái Đức Phật trở về nước. Lúc bây giờ tất cả các Đức Phật, Thế Tôn, Tập Phương, Mười Phương đã trong hội đều đứng dậy, hiện tướng trở về nước. Lúc đó đại chúng ở dưới đất và ở trên hư không đều run sợ, vì tất cả đại địa đều chấn động, từ không trung mưa xuống hoa, ở trong hư không tấu lên trăm thứ, trăm ức điều nhạc. Hương đốt hương bột từ không trung tuôn xuống, ánh sáng soi khắp bên trong cõi Phật này, tất cả đại chúng đều chắp tay. Bây giờ chủ thế giới Tha Bà là vua trời phạm thiên hỏi Đức Phật đại chiên đàn hương: Thưa Thế Tôn, những chúng sinh đó do các lần chỉ mà được đầy đủ, các Đức Phật Thế Tôn cho bao nhiêu thức pháp gia hộ chúng sinh vào đời vị lai, pháp môn này rồi sẽ thọ, sẽ trì, sẽ đọc, sẽ ôn tụng và sẽ bị người khác sẽ khai thị rộng rãi, sẽ sao chép kinh này, sao chép rồi đem đặt trong nhà. Đức Thế Tôn đại chiên đàn hương Như Lai bảo phạm thiên vương: Đúng vậy là Phạm Vương, tất cả chư Phật gia hộ thân của chúng sinh trong sáu cõi đều phục ma đảng, diệt dứt đấu tranh, nhiễu loạn thành tục chúng sinh, làm cho pháp vi diệu trụ thế lâu dài, làm thanh tịnh đạo vô thượng. Như vậy tất cả chư Phật Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát, có mười tứ pháp gia hộ chúng sinh ở đời vị lai, được pháp môn này mà sẽ thọ trì độc tụng sao chép kinh,
rồi đặt ở trong nhà. 10 pháp đó là một, tất cả các đức Phật, các vị Đại Bồ Tát ân cần phó chúc cho tất cả trời đồng giả Xoa Các Thất Bà Atula Ca Lòng La Khẩn Na Lai Ma Hầu La Già phải luôn ủng hộ người nó tọa trì pháp, chớ khởi lên việc phi pháp, nghiệp thân bị ý răng bày tìm pháp, vì theo sự thọ dùng y phục ẩm thực của họ mà luôn khiến cho họ dồi dào không bệnh yên ổn cho đến khi xa thân mạng mình, hộ trì người pháp, mọi người trì pháp khiến cho họ không có lỗi lầm. Niềm tề lạc thuyết, những sự đắc của người đó đều hướng đến phương tiện khéo léo đã không phạm lỗi lầm, và những ưa muốn tương ưng với giác ý đầy đủ thâm nhẫn, tùy theo sở trụ mà lòng như hư không như đất. 3. Dùng bổn giáp pháp khuyên những tứ chúng và chúng sinh khác được trụ ở thiền pháp, giữ lấy thân kiên cố, ba việc đều thanh tịnh hành đạo bồ đề. 4. Được đạo tràng tam muội, được tam muội đó thì có thể khéo léo quan sát các cửa tam muội. 5. Tùy theo chỗ mạng chung của người trì pháp đó mà có vô lượng vô số các đức Phật Thế Tôn, các chúng tỳ kheo, các chúng bồ tát thường hiện ở trước mặt nuôi dưỡng việc thuyết pháp. 6. Pháp văn tự của nghĩa của chư Phật Thế Tôn đã nói thành tựu thế nào được nghe, tức là được tất cả pháp thứ tháng không thọ hỷ lạc, tất cả nghiệp chướng đó tùy theo sát na số cùng của người mạng trong đó mà xả thọ tử tức thì được diệt đúng như pháp, giống như tử pháp của A La Hán diệt. 7. Đúng như điều mong cầu, theo ý mà hóa sinh và cõi Phật thanh tịnh, các đức Thế Tôn trụ thế ở đó sẽ nuôi dưỡng. Thường nói giáo pháp đại thừa thanh tịnh, người trì pháp đó đối với đại thừa này không chướng ngại trí, lòng đầy đủ như hư không mà trụ. 8. Chỉ bao lâu đối với công đức này đều được đầy đủ, chính người trì pháp đó chẳng sinh trở lại cõi Phật về trước, trước khi vì bản nguyện của mình 10 mau chóng được vô thượng cho đại chánh giác. Đó là 10 pháp. Các đức Phật Thế Tôn dùng 10 pháp này giáo hộ người trì pháp hoặc hiện tại hoặc đại vị lai, trên pháp phi diệu này sẽ được trực sáng. Nếu có người thọ trì pháp môn đại la ni này, dù chỉ sao chép kinh này để yên trong nhà, thì tất cả các đức Phật, các vị đại bồ tát cũng sẽ ủng hộ người trì pháp đó, tất cả phiền não đều được giải thoát. Đó chính là đại bồ tát vậy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Như Lai bảo Như Thích Phạm Vương Hộ Thế Thiên Vương: Này các thiện nam, những đức Thế Tôn này đệ từ khắp mười phương đến hội thương xót các ông, những chúng sinh mà khiến cho ngoại vật của thế giới này thanh tịnh, thành tục tất cả chúng sinh hiện thiền hành bồ đề, để lùi ma đảng, kiến lập pháp tràng, hiển thị tất cả Phật sự, làm cho hạt giống tam bảo chẳng đoạn tuyệt, tiêu diệt tất cả bệnh, ngăn ngừa tất cả, giúp đỡ tất cả sự sợ sợ, đoạn trừ tất cả ác kiến, vào đạo bồ đề, đầy đủ mười lực của Như Lai, hết sạch tất cả nghiệp phiền não. Nói lên tướng hiếm có đại hiếm có này, từ xưa chưa từng có, chưa từng nghe đại la ni, có nghĩa thầm thầm ủng hộ nhà cửa thành ấp đất nước, cho đến ủng hộ cả bốn thiên hạ này, hộ trời rồng nhân phi nhân, đầy đủ ngũ cốc dược thảo hoa trái, hộ thầy nói pháp và người nghe pháp, như được vô trước đại la ni, nên vào trí như hư không, nhờ tất cả pháp thức mà được nhất thiết trí. Lần nữa này thì nam những pháp môn này, nên tất cả các đức Phật đương vào trí đại bi, do mười pháp, mười tư pháp ủng hộ, nên mỗi một vật có trong cõi Phật này đều tăng trưởng chẳng hoại. Này thì nam, tất cả các đức Phật Bồ Tát ở khắp cõi Phật này đều thọ dụng không chỗ trống rỗng khiếm khuyết, gọi đến tất cả thiện pháp. Người thọ sinh ở tất cả cõi Phật đối với cõi này sẽ có lên sự tôn trọng lễ bái, tự như tháp miếu, tự như đại sư. Do người thọ sinh ở cõi Phật này, nó có thể khéo léo kiến lập tất cả pháp, diệt trừ các nghiệp chướng, tội ngũ nghịch, các pháp bất thiện, những kết quả chẳng ưa thích, tất cả tận diệt, không còn để được trụ ở thiện pháp. Nên các thiện nam, các đức Phật ở cõi này, cõi Phật này đều làm hành nghiệp của bậc đại trượng phu. Này thiện nam, các ông nên cung kính tọa trì pháp này. Nếu có người tại gia và xuất gia tọa trì pháp này, tin pháp này, thì các ông hãy nên giữ gìn những người này, các ông sẽ được lợi ích an lạc. Đức Như Lai cầu Tô Ma Tràng đối với pháp môn này tán dương công đức, nói kệ và rồng đệ các cõi cúng dường các Thế Tôn, chẳng bằng trì kinh ấy,
phước đức vô lượng biên. Đức Như Lai bảo Thánh Khái cũng là như vậy, khen ngợi công đức không lường của kinh mà nói kệ, đã đem nhiều vàng báu cúng dường nhiều không lường, người nhận được phước này chẳng bằng người trì kinh. Đức Như Lai Tu Di Phong cũng lại như vậy, khen ngợi công đức của không lường của kinh nói kệ, nhiều dòng hoa tối thượng che bày khắp hư không, thế gian khắp chư Phật lòng tịnh hỷ cúng dường. Khi mạt pháp sắp hết, nhiều những việc kinh hoàng, lượng phước trì kinh ấy chư Phật nói chẳng cùng. Bây giờ Đức Thế Ca Như Lai cũng lại nói, cũng lại như vậy, khen ngợi công đức không lường của kinh nói kệ, nếu trước Mâu Ni lòng tịnh khỏi đốt bất đèn như Tu Di Sơn, trong vô lượng câu chế đại kiếp vui vẻ đem đèn này cúng dường cho các người khiết ưa phước đức, mong cầu vô chướng giải thoát thân. Khi sắp pháp sắp tận dùng cái này, vì người nên nói phước này hơn. Đức Như Lai A Xuất cũng lại như vậy, khen ngợi công đức không lường của kinh nói kệ, nếu tu trì nhẫn tuệ luôn khởi hạnh tinh tấn, thiền định nhiếp thân nghi và dùng trí quảng đại, khi mặt thế tranh đấu trì nhiều pháp ấn này, tu nhận tấn khó sánh, trí tuệ không ai bằng. Đức Như Lai tịnh tâm bồ dũng lực cũng lại như vậy, khen ngợi công đức không lường của kinh nói kệ, khai thị kinh pháp này, thọ trì và ghi chép, trao cho người tương ứng. Lời hay thọ tụng thường, lòng hoa quần áo đẹp, đốt hương để cúng dường, những công đức đạt được không có thể đo lường. Lúc bấy giờ, vô lượng vô số các đức Phật Thế Tôn đều khen ngợi công đức của kinh này. Nó là ích vô lượng vô biên, khen ngợi xong chư Phật liền bảo với Đức Thích Phạm Vương, Hộ Thế Thiên Vương, này các thị nam, các ông, tất cả hãy thọ trì pháp môn này, thì tận diệt hết phiền não chướng, tất cả nghiệp chướng. Mặc thế về sau, nó có chúng sinh chưa nghe kinh này thôi, cũng tận diệt hết phiền não chướng, tất cả nghiệp chướng. Đức Phật nói kinh này rồi, tất cả thế gian thiện nam đều được niềm tin trời, người Atula Ca Thất Bà nghe lời nói của Đức Phật đều hoan hỷ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh La Ni.